đã trở lại rồi đây. Đi đây. Thì mình đã thông báo là mình sẽ trở lại. Với lại thì mình cũng sẽ kể chuyện lần trước cho mấy bạn nghe. Vì cái lý do mà mình nghỉ YouTube là do nhà mình có một người bị dính Covid. Thật sự thì lúc đó mình cũng sợ dữ lắm luôn á. Nhưng mà một tuần rưỡi rồi thì mình cũng bớt sợ rồi. Đó là cái lý do tại sao mà mình nghỉ YouTube á. Mình chỉ nghỉ tuần. Thì mình thông báo mình đã trở lại rồi nha. Video tới đây thôi nha. Bye bye.